Hôm nay là ngày thứ tư Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố theo công văn số 6211. Cuộc sống người dân dần trở về trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, người dân vẫn ý thức và duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tại một quán cà phê nằm trên đường Đỗ Quang, mở cửa đón khách từ lúc 7 giờ. Từ sau khi mở cửa lại, quán thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các bề mặt tiếp xúc trong quán và cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài những khách uống tại chỗ, thì quán cũng có thêm nhiều khách đặt thức uống mang về. Nhiều người dân có thói quen hạn chế đến nơi đông người, còn khi ra ngoài vẫn tự giác duy trì các biện pháp phòng chống dịch. Dạ, sau khi mà dịch xong mà em đến quán như này thì em cảm thấy rất yên tâm. Bởi vì ở ngoài quán là đã có bồn rửa tay sát khuẩn, nhân viên thì đeo khẩu trang, phục vụ tốt mà em... Bản thân em là đi quán em cảm thấy yên tâm, mình cũng vẫn không nên chủ quan. Trước khi ra khỏi nhà thì em vẫn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để chống dịch, để bảo vệ bản thân và mọi người. Quán chúng tôi cũng có những cái đảm bảo để mà an toàn cho khách hàng. Sau dịch là chúng tôi đặt một cái máy sát khuẩn ở phía trước và nhân viên thì 100% đeo khẩu trang. Và cũng những ngày mà đông khách thì chúng tôi hướng dẫn khách ngồi cách ly ít nhất là 1 mét. Và cũng hy vọng rằng mọi người dân sẽ cùng nhau ý thức để chúng ta, thành phố chúng ta có thể vượt qua được đại dịch và sớm bình ổn cuộc sống trở lại. Các tuyến đường trung tâm trên địa bàn, nhiều hàng quán, cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã mở lại gần hết. Tuy nhiên, lượng khách vẫn còn giảm nhiều và những ngày này đang trong tình trạng ế ẩm. Trước tình hình đó, nhiều hàng quán đã chuẩn bị kế hoạch để thu hút khách trở lại. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đà Nẵng TV, đến nay người dân cũng đã có thói quen duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi ra ngoài. Tin tưởng rằng nếu người dân tiếp tục đồng lòng cùng với thành phố, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch thì Đà Nẵng sớm đẩy lùi hoàn toàn COVID-19 và trở lại trạng thái bình thường như trước.